Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. À ha, trò chơi mới, vui nhộn và đầy bất ngờ dành cho những ai tự tin vào khả năng quan sát và óc phán đoán của mình. Chương trình sẽ được phát vào lúc 21:30 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và ai là người tin tưởng nhất sẽ nhận được giải thưởng lên tới 65 triệu đồng. Không cần biết bạn là ai, không cần biết bạn bao nhiêu tuổi và giới tính nào, chỉ cần bạn tự tin vào cặp mắt của mình có thể thử thách cùng À. Nhưng hãy nhớ rằng với à ha, bất kỳ chi tiết nào cũng có thể thay đổi và thay đổi bất kỳ lúc nào, nên đừng bao giờ rời mắt khỏi màn hình. Và chúng ta chào đón 6 người chơi muốn thử thách cặp mắt của mình với à ha. Wow, quả là à ha với Việt Hương. Gặp 6 ca sĩ mà Việt Hương rất yêu thích. Phạm Thu Hà, nói lời đầu tiên đi bé. À ha, Phạm Thu Hà xin gửi lời chào chị Việt Hương và các khán giả đang theo dõi chương trình. À ha, và tham gia cuộc chơi này, Hà có một tư tưởng là chơi là phụ, mang tiền về là chủ yếu. À ha, đúng vậy. Và Quốc Thiên, Quốc Thiên xin gửi lời chào đến chị Việt Hương, đến tất cả quý vị khán giả xem chương trình. À, ngày hôm nay khi mà bước ra chúng mình 6 ca sĩ thì không bằng một MC. Ồ, nhìn bộ váy chỉ mặc có giống hoa hậu không? Kết cái bộ váy của chị Hương lắm á, nhưng mà không được mặc. Nói chung em đến đây em cảm thấy rất là vui, và nói chung là tất cả các anh chị em chúng mình sẽ phải căng mắt ra mà nhìn tất cả những cái đề thi mà chị Việt Hương đã dành cho chúng mình, nên là em sẽ cố gắng hết sức để giành được cái giải thưởng cao nhất với chị nha. Tiên ơi, việc thứ nhất là chị chào đón em rất tươi, mà em đã ra soi mói cái màu áo xanh của chị. Trong khi đó em còn cái màu áo hồng cũng rất là tươi đó Tiên à. Và em hãy nên nhớ rằng chương trình à ha sẽ đem lại cho em những chi tiết bất ngờ. Riêng Việt Hương sẽ khám phá em chứ không bao giờ đem lại chi tiết gì cho em soi mói cả. Và chị mời Kim Mi. Xin chào tất cả quý khán giả và các bạn. Mình là Kim Mi. À ha. Mình đến đây thì mình có cảm giác rất là à ha. Nếu mình có được một số tiền thì mình cảm thấy rất là à ha. Và mong tất cả các anh chị ở đây chơi chúng ta đều có cảm giác à ha. Kimmy rất ấn tượng với Việt Hương, có chiếc nón rất là cá tính và giọng nói của em rất là dễ thương. Và người đàn ông bánh trai của tôi, Ưng Hoàng Phúc. Lần đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào tới chị Việt Hương và xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình à ha. Và hôm nay Phúc cùng với lại 5 bạn chơi của mình sẽ cố gắng trả lời được những câu hỏi, để khi mà trả lời đúng thì chúng ta sẽ à ha. Đúng vậy. Còn mà khi mà trả lời không đúng thì à ha. Phúc có thể ồ hố vì đã hố rồi. Phương Vi, cái nụ cười của Phương Vi làm tỏa sáng cả một vùng trời. Và Phương Vi, em nói gì? Đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến chị Hương, và xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình à ha. Vi cũng không biết là không hiểu lý do tại sao Vi có mặt ở đây, tại vì một cái chương trình mà cần cái gọi là một cái phải tinh mắt nhanh nhạy, mắt rất là tinh tường, nhưng mà Vi thì bị cận với bị loạn cho nên ngày hôm nay là phải mang vũ khí theo. Năm bạn kia em có một cái đây. Vậy thì ba bạn nữ đầu tiên đã có 3 cái kiến rồi, cho nên hai chàng trai hãy cẩn thận. Em quên đâu kiến. Hải Yến. Lần đầu tiên tôi đã phải xin gửi lời chào tới chị Việt Hương và tất cả khán giả đang xem chương trình. Bởi vì là ba bạn nữ kia là tất cả mọi người đều mang kính rồi, là nên là Hải Yến rất là tự tin khi mà nói là ba bạn không đoán được rồi mình. Chắc là có một chút tự tin hơn khi mà mình không mang kính. Và tự tin hơn nữa là giọng nói của bạn rất đặc biệt, nhẹ nhàng thỏ thẻ như con Hỏa Mi. Và điều đặc biệt hôm nay là ở chương trình Việt Hương được gặp 6 ca sĩ. Vậy thì 6 ca sĩ có làm cho Việt Hương phải hay không? Tất nhiên rồi, ngày hôm nay 6 ca sĩ sẽ tặng cho chị Việt Hương cũng như khán giả một đoạn a cappella. Và Hải Yến xin phép bắt đầu với tủ. Bây giờ Việt Hương sẽ công
bố luật chơi với các bạn. Chúng ta có giải thưởng chung cuộc lên tới 65 triệu đồng tiền bạc. Kimmy, những người chơi phải tìm ra những sự khác biệt, những sự thay đổi trên bức hình hoặc đoạn phim. Ở vòng 1, một câu trả lời đúng trị giá 1 triệu đồng. Ở vòng này, 6 bạn cùng chơi, chỉ cần 3 bạn có 2 câu trả lời đúng sẽ bước vào vòng 2 của chương trình. Ở vòng 2, 3 bạn chơi, chỉ cần 1 bạn trả lời đúng 3 câu hỏi của chương trình sẽ bước vào vòng 3, đó là vòng đặc biệt. Ở vòng 2, 1 câu trả lời đúng trị giá 1 triệu rưỡi. Tổng số điểm ở vòng 1 và vòng 2, người chơi có số tiền thưởng là 6 triệu rưỡi. Lúc đó các bạn có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là lựa chọn an toàn, các bạn sẽ ra về với số tiền 6 triệu rưỡi. Còn lựa chọn mạo hiểm, các bạn bước vào vòng đặc biệt, các bạn sẽ được xem một đoạn phim hoặc một bức hình và phải kiếm được 3 điều thay đổi hoặc 3 điểm khác biệt. Nhớ nha, 3 chứ không phải 2 hay 1. Nhưng không sao, các bạn sẽ được 3 lần xem. Lần xem thứ nhất, nếu các bạn phát hiện ra được 3 điều đó, số tiền nhân lên gấp 10, lập tức 65 triệu đồng. Nhưng nếu các bạn không xem được, phải xem ở lần thứ 2 mới phát hiện ra 3 điều đó, thì số tiền nhân lên 6, tức có nghĩa là 39 triệu đồng. Lần 2, các bạn cũng không có tới lần thứ 3 thì số tiền sẽ nhân lên gấp 2, đó là 13 triệu đồng. Nhưng nếu cả 3 lần các bạn vẫn không tìm ra thì không sao, chương trình vẫn gửi cho các bạn 1 triệu đồng an ủi. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Và khi các bạn nhấn chuông trả lời đúng câu hỏi của mình, các bạn sẽ reo lên là chúng ta sẽ chinh phục 65 triệu đồng với Bây giờ mời các bạn bước vào vòng 1. Và bây giờ mời các bạn nhìn lên màn hình, đến với thử thách đầu tiên của vòng 1. Tìm sự thay đổi của đoạn phim. Mời Quốc Tiên. Xem từ đầu clip đến cuối clip thì phát hiện ra một điểm thôi, là cái giày của bạn nam bên tay tay phải á đổi màu. Hy vọng đây sẽ là câu trả lời đúng của Quốc Tiên. Chúng ta hãy xem đúng hay sai. Sai rồi. Sai rồi. Thôi, Quốc Tiên. Theo như Thu Hà nhìn chắc là thay đổi ở đường băng, cái đường băng để nó hẹp lại. Và Thu Hà chốt lại là thay đổi ở đường băng. Đường băng đúng hay sai? Đúng. Khi mà chiến thắng thì mình mới thấy được Thu Hà có cách rất lạ là Và chúng ta rồi. Đúng vậy, chúng ta muốn xem lại đáp án, coi sự tin tưởng của bạn như thế nào. Đáp án ôi trời ơi, thế mà quá hay. Thấy chưa, chiến thắng người ta có thể làm được tất cả, trong khi năm đứa mình chưa có gì. Và bây giờ hãy tập trung nha, mời các bạn bước vào thử thách thứ hai của vòng 1. Tìm sự thay đổi của bức hình. Một lần nữa hả? Trời ơi. Theo như Hà là cái chị lái đò thay đổi ở cái cầm mía, cầm cái một cái thanh, hai thanh, vâng, cái đèo ạ. Người nam gọi là cái dầm, mỗi người có mỗi cách kêu. Và cái cây chèo có thay đổi trên tay chị lái đò hay không? Đúng hay sai? Thấy sự thay đổi cái bóng ở dưới nước. Cái bóng ở dưới nước thay đổi. Thay đổi. Và đúng hay sai?
dỗ để lấy cái hên của các bạn trước khi tới với thử thách kế tiếp. Chúng ta xem lại đáp án. Chỉ có một mình Quốc Thiên là à, và bốn bạn kia thì ồ. Khi bốn bạn ồ có nghĩa là các bạn chưa nhanh mắt đúng không ạ? Bây giờ mời các bạn đến với thử thách kế tiếp. Tìm sự khác biệt giữa hai bức hình. Ân Hoàng Phúc à, Phúc thấy ở ngay ở chính giữa bức hình á, cái đèn dài dài có sự thay đổi. Và thay đổi là thay đổi cái gì? À, thay đổi là hiện là nằm hiện ra, nằm trên, hiện ra phía trước hay là phía sau gì đó. Phúc có biết là cái cách tả của Phúc nó rất dễ thương không Phúc? Có nghĩa là Phúc nói như là mới gặp người yêu lần đầu vậy đó. Bây giờ bạn chốt lại cho mình là cái gì ở đó. À, Phúc thấy cái hình giữa hai cái đèn nó thay đổi. Hình giữa hai cái đèn thay đổi. Và đúng hay sai? Dài ra vậy nè. Và bây giờ chúng ta xem lại đáp án. À, thấy rõ rồi đúng không ạ? Kimmy. Xong. Tập trung đúng không? Và chúng ta đến với thử thách kế tiếp. Tìm hình ẩn dấu. Quốc Thiên. Ờ, cái này là con bạch tuộc. Con mực á. Bạch tuộc. Chốt lại là con a. Bạch tuộc. Tại vì con Thiên thấy nó nhiều cái xúc tu hơn. Nếu Quốc Thiên được điểm này thì Quốc Thiên đã bước vào vòng 2. Để lại các bạn đừng khóc bây giờ, em hãy bình tĩnh. Con bạch tuộc đúng sai? Chàng ta Quốc Thiên đã rất ung dung bước vào vòng 2 để lại các bạn rồi. À ha, đêm nay ai cũng cho em đẹp xinh nhất đêm nay. Chị à. Đó. Cảm ơn Quốc Thiên. Và chúng ta xem lại đáp án. Đúng vậy, là một con bạch tuộc. Chúc mừng Quốc Thiên đã có con bạch tuộc đem về ăn. Chúng ta đến với thử thách kế tiếp của chương trình. Tìm hình ẩn dấu. Hải Yến. Em vẫn bấm chuông sao Phương Huy à? Hải Yến, em bấm trước. À, chị bấm trước rồi Phi. Và câu trả lời là à, đây là một loại gia cầm. Và nhìn có cái mỏ rất giống con vịt. Và bây giờ con vịt đúng hay sai? Sẽ ra hai cái kênh. Nó kêu rằng ah, ha, 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 ha. Đúng rồi. Và hy vọng con vịt này có a ah, ha à ha hay không nha. Chúng ta xem lại đáp án của chương trình. Bây giờ mời các bạn đến với thử thách kế tiếp. Tìm sự thay đổi của bức hình. Hải Yến, em thấy cái cây nó đang từ to và nó thu nhỏ dần lại. Nếu kỳ này Hải Yến trả lời đúng thì đây là người bạn kế tiếp nữ nắm tay Quốc Thiên, hai bạn bước vào vòng 2. Bây giờ đúng hay sai gốc cây? Các bạn chúng mừng rất là dễ thương, ngửa ngược người ra luôn. Xem lại các bạn. Bạn đã ung dung nắm tay Quốc Thiên bước vào vòng 2. Và nhìn lên màn hình thử thách kế tiếp. Tìm hình ẩn dấu. Xúc xích hamburger. Sao có thể nhìn ra được nhỉ? Bây giờ hamburger có đúng hay không? Mời các bạn trở lại sau ít phút. Chào đón
của Thu Hà có đem lại điểm cho bạn hay không? Đúng hay sai? Chuẩn bị nha. Và... không phải, em thích ăn hamburger, cho nên bây giờ chiếc bánh nó không thuộc về bạn. Nhìn những khuôn mặt này, việc Hương sẽ quyết định